Một chiếc điện thoại có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn của nhà Google ở thời điểm tại chỉ có mức giá là hơn 4 củ mà thôi. Và đây là chiếc điện thoại Google Pixel 5 mà mình đang có trên tay ngày hôm nay. Và xin chào anh em đã quay trở lại với review công nghệ và mình là Minh. Video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay em Pixel 5 này, không phải là đánh giá chi tiết mà mình sẽ chỉ ra những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm trên em Pixel 5 này ở thời điểm tại. Nó có còn những giá trị nào cho anh em có thể lựa chọn em này hay là không. Anh em cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết luôn anh em nhé. Thì cứ nhắc về mức giá đi. Em này thì đang có mức giá mình tham khảo ở dưới đồng Mỹ là hơn 4 triệu một tí thôi. Ở thời điểm bây giờ thì nó đã giảm giá sâu lắm rồi. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái đường link dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu thêm chi tiết về giá em thoại này ở dưới đồng Mỹ anh em nhé. Về giá thì anh em có thể coi đó là một cái điểm ưu điểm trên chiếc thoại này, nó đang có mức giá rất là rẻ thôi. Còn về một cái điểm đầu tiên khi mà nhắc tới những con điện thoại Pixel, đó chính là camera chụp đêm của em này. Với cụm camera tuy không phải là quá nhiều cái cảm biến trên một chiếc thoại như là những em điện thoại ở thời điểm bây giờ, nó chỉ có hai ống kính thôi, lần lượt là 12.2 megapixel góc rộng khoảng đáy 1.7 và một cái cam siêu rộng 16 megapixel khoảng đáy 2.2. vậy thôi, nó cực kỳ đơn giản. Ngoài ra thì nó cũng chẳng có camera tele hay là camera mac pro gì cả này mà. Nhưng cái điểm đáng nói là về cái phần chụp đêm cũng như là chụp trong điều kiện thiếu sáng tại em này, trong tầm giá 4 triệu, nó vẫn là một trong những con máy có khả năng chụp đêm khá là ngon đấy. Với cơ bản thì với cái phần mềm trên những chiếc thoại Pixel thì nó vẫn còn được tối ưu khá là tốt. Cho nên là với những các bạn trong điều kiện thiếu sáng hay là có ánh sáng phức tạp thì nó cho ra chất lượng cũng khá là ok trong tầm này. Và còn một cái điểm nữa ở phần cụm camera, đó là về phần thiết kế nó khá là nhỏ gọn. Đây, nó không bị quá là lồi lên như là những con Pixel 6 cho đến Pixel 8 bây giờ. Đấy, nó được làm rất là gọn gàng này, gần như là nó phẳng với mặt lưng luôn em ạ. Mặc dù là với cụm camera này thì nó sẽ không có một cái điểm độc lạ như là con Pixel 6 trở lên, nhưng mà đối với những ai mà sử dụng cơ bản thì chắc chắn sẽ đề cao hơn cái việc là có một phần thiết kế đơn giản hơn. Và nhắc tới phần thiết kế thì em này nó có cho mình một cái phần thiết kế theo cảm giác của mình nó khá là liền mạch, với cái phần mặt lưng được làm nó nguyên khối với cả phần khung luôn này, nó không bị chia ra giữa phần lưng và phần khung viền. Thế nên là cảm giác cầm nắm của mình nó khá là liền mạch, nó không có một điểm gờ nào cả. Và với cái thiết kế mặt lưng bo cong như thế này thì cầm nắm tất nhiên rồi, nó cũng sẽ rất là thoải mái cho anh em, không bị cấn tay. Và cộng với phần thiết kế nó khá là nhỏ gọn nữa, cho nên là đối với việc mà anh em sử dụng mà một tay trên chiếc thoại này thì nó cũng cực kỳ là dễ dàng thôi. Đó, mình cầm một tay các thứ này, anh em sẽ có những phím bấm như là bên cạnh phải, nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Có một điều là nút nguồn thì nó sẽ được đặt phía trên, còn tăng giảm âm lượng thì nó sẽ được đặt phía dưới nút nguồn. Cho nên là với một cái việc nó có một vị trí nó khá là khác biệt thế này, thì khi mà anh em sử dụng quen một chiếc thoại khác rồi và chuyển qua con Pixel 5 này thì tất nhiên anh em sẽ gặp phải cái hiện tượng là bấm nhầm anh em ạ. Mình thì mình bấm nhầm khá là nhiều rồi, nhưng mà không sao, anh em sử dụng vài ngày nó sẽ quen thôi. Rồi, em này sẽ có những cái tiêu chuẩn như là sạc Type-C này, loa các thứ, nói chung cũng vậy thôi. Tất nhiên là sẽ không có jack 3.5 rồi, nó bị cắt giảm đi. Đây là một điều cũng khá là đáng tiếc ha. Rồi qua tới phần mà em này nó sẽ có cho mình một kích thước cũng khá là nhỏ gọn thôi, 6.1 inch, tấm nền là OLED, độ phân giải là Full HD cộng, vẫn có tần số quét cao. Tuy không phải là quá cao như là 120Hz như là những con chiếc thoại ở thời điểm tại bây giờ, nhưng mà đối với mình 90Hz là nó cũng quá là mượt mà rồi. Tại vì cơ bản với cái phần mềm trên con này thì nó tối ưu cũng khá là tốt, cho nên là với cái việc mà lướt chạm các thứ thì nó cũng rất là mượt mà thôi. Nói chung là dùng cơ bản thì không cần phải 120Hz trên cái màn hình nhỏ gọn như thế này đâu. Ngoài ra thì em này còn có kính màn hình là kính cường lực 6 này, HDR10+, và còn có cả là on-way display cho anh em luôn. Tấm nền là OLED thì nó quá là chất lượng rồi. Những tông màu thì tươi tắn này, chi tiết tốt này, màu đen thì sâu này. Nói chung là để mà sử dụng cái con Pixel 5 này ở thời điểm tại thì cái màn hình của nó vẫn có thể đáp ứng được đầy đủ cho anh em luôn. Và viền màn hình của em thoại Pixel 5 thì đây cũng có thể là một cái ưu điểm trên con điện thoại này. Với cái mức giá là tầm khoảng 4 củ thôi, nhưng mà anh em sẽ có một cái phần viền nó rất là đều nhau trên dưới hai bên, nó khá là mỏng. Tất nhiên là nó sẽ không phải là quá mỏng như là những con máy bây giờ, nhưng mà ở thời điểm đó thì đây là một cái độ dày thì mình thấy là ổn rồi. Ổn rồi, để em có thể sử dụng trên cái màn hình này thì nhìn nó sẽ hài hòa, chứ nó không có phần nào dày hơn phần nào cả anh em ạ. Rồi, và tiếp theo về phần mềm thì với một con máy là con đẻ của nhà Google như thế này thì tất nhiên đối với mặt phần mềm nó sẽ được ưu tiên rất là nhiều. Trên con này ở thời điểm tại thì nó vẫn còn lên được là Android 14 cho anh em này. Nói chung là Android thuần trên con này thì mọi thứ nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi, tại vì nó được tối ưu khá là tốt. Kèm theo đó là con Pixel 5 này nó vẫn sẽ được lưu ảnh miễn phí trên Google Photo. Đấy, nên là với những anh em nào mà sử dụng lưu ảnh video các thứ trên Google Photo thì nó rất là thoải mái rồi, anh em không cần phải lo.
không cần phải mua gói ghiếc gì đâu anh em ạ. Về cơ bản với bộ nhớ đi kèm theo con này là 128 thì nó cũng đủ đáp ứng được những tác vụ cơ bản hàng ngày cho anh em rồi, nhưng mà nó có thêm cái là lưu ảnh miễn phí thì cũng không có gì để chê ở phần này cả. Rồi về mặt phần pin các thứ thì với thông số là 4000 mAh trên con điện thoại này thì để mà so với những con ở thời điểm tại thì chắc tất nhiên nó sẽ không lại đâu, nhưng anh em phải xét đây là một con máy có thiết kế rất là nhỏ gọn cộng với là nó cũng không quá là dài nữa, cho nên là với cái dung lượng pin 4000 mAh như thế này là quá ok rồi, cộng với cái việc là màn hình của nó cũng rất là nhỏ gọn nữa, cho nên là nó sẽ không quá tốn được nhiều pin trong một ngày đâu. Để mà anh em có thể sử dụng những tác vụ hàng ngày thì nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em. Còn nếu mà anh em có chơi game hay là sử dụng nhiều thì tất nhiên một ngày cũng phải sạc rồi. Còn sạc em này thì đây là một cái điểm có thể nói là không phải điểm cộng đâu. Sạc em này thì nó vẫn có là sạc nhanh nhưng mà chỉ có 18W thôi. Tất nhiên là không thể nào mà so với những công suất sạc ở thời điểm tại bây giờ được. Nếu như em này nó có một công suất sạc nó cao hơn tí như là 25W đi thì có thể gọi là ổn rồi. Nhưng mà với 18W như thế này thì nó không phải là quá nhanh đâu. Nó chỉ nhỉnh hơn sạc thường một tí thôi. Chứ mình cũng không đánh giá cao ở cái phần này. Và cái nhược điểm lớn nhất trên em thoại Pixel 5 này đó chính là về phần hiệu năng. Nó sẽ có cho mình một vi xử lý là Snapdragon 765G. Đây là một con điện thoại flagship nhưng mà con chip của nó thì không phải là flagship anh em ạ. Con chip này thì hầu như mình thấy nó được trang bị nhiều trên những con máy tầm trung, chứ còn trên một con máy flagship như này được trang bị con chip Snapdragon 765 thì nó khá là thọt với những cái con flagship còn lại. Nên là về cái phần này mình cũng đánh giá nó không cao. Nhưng mà anh em tâm với những tác vụ hàng ngày thì em này vẫn có thể đáp ứng được đầy đủ cho anh em. Còn với cả chơi game các thứ thì những cái tựa game nó cơ bản thôi, liên quân tốc chiến được thôi. Chứ còn với PUBG thì anh em sẽ không chơi được ở cái mức gọi là nó quá cao đâu, chỉ gọi là trung bình thôi. Với cả chiếc điện thoại này thì mình cũng khuyên anh em không nên mua về dành để chơi game. Đó, đây là một cái điều cũng khá là hiển nhiên thôi. Về cơ bản những trải nghiệm chơi game trên chiếc thoại thì nó vẫn có thể cho ra được mức FPS là 60 những tựa game liên quân tốc chiến, nhưng mà về cuối game thì nó vẫn có tình trạng là bị drop các thứ hoặc là nhiệt độ máy nó vẫn có tăng. Mấy cái này thì anh em sẽ lưu ý anh em nhé. Ngoài ra về mặt cái phần mềm các thứ trên em này, tuy mình cho nó là một cái phần ưu điểm nhưng nó vẫn có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó chính là với Android thuần thì anh em sẽ không thể nào mà có được những cái tùy biến hay ho cho anh em có thể là vụt vặt được. Cho nên là những anh em nào có tính gọi là hay tìm tòi các thứ thì trên chiếc điện thoại này nó sẽ hơi chán với anh em đấy. Đấy, và còn một thứ nữa đó là loa trên em này. Về cơ bản em này vẫn có hai loa các thứ nhưng mà âm thanh của nó nếu mà so với những con điện thoại bây giờ thì nghe nó cũng bình thường thôi, không phải là quá hay đâu. Nghe nó kiểu hơi bị tù anh em ạ, nghe nó không được quá đã cho lắm. Rồi, còn gì nữa nhỉ? Đấy, về cơ bản là như vậy. Vừa rồi là mình đã đưa ra những cái ưu điểm hay là nhược điểm trên chiếc thoại Google Pixel 5 ở thời điểm tại bây giờ. Anh em còn thấy mình thiếu sót một vài điểm nào nữa thì anh em hãy để lại phần bình luận bên dưới để cho mình và những anh em khác cùng tham khảo anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhé.